Chào các bạn, mình Wow. là Tuấn, học sinh lớp 2B, trường học trường Trung, ở công Thanh Hóa. Hôm nay mình xin nói về Meku, Sengoku. Các bạn nhìn Sonic, bạn ấy chạy rất nhanh, màu xanh, nhân vật huyền thoại. Để cho bạn ấy là người nếu ăn kim cương 10 điểm, ăn nhẫn 1 điểm. chắc mấy chàng nhân vật robot ta sẽ thua. Đây mình chuẩn bị sẵn con này khó nhất nên nó mình mà ăn nó sẽ ra 100 điểm. Rồi nếu nếu như ăn nhanh quá thì nhân vật này vì chúng về tôi thấy chúng ăn dễ quá nên là tôi cho 1 điểm, con kia khó nên tôi cho nó ăn 100 điểm. Lá cờ xanh thắng hình như này, tôi không cho gì ngoài ngoài con nhím. Con nhím này tôi cho nó chạy khắp hình nền. You win. Hình còn hình nền và tôi thua là hình nền nền Black Knight Hedgehog. Vì không có chữ nên tôi đã cho thêm chữ game over. Kiếm dài và nó chứng kiến của Sonic đánh bại kẻ xấu. Đây trình bày sau, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình trình bày thêm cho cô về cái phần là mình sẽ lập trình, tức là nêu cho cô một cái chức năng sáng tạo ở trong bài của con, và con sẽ trình bày cho cô về phần mình lập trình là cái chức năng đó nhé. Bộ con của ông tiến sĩ, con của ông này, ông ta chế ra sau khi ông ta lấy được kim cương, những robot của ông ta đã biến thành người sắt. Chúng tôi cho đây chính là bọ, và con bọ này nếu tôi chạm nó nhiều lần tôi sẽ thua, nếu tôi quay lại điểm sẽ thành không. Nói về lập trình của nhân vật bỏ ấy thì Nhân vật bọ, con bọ mà tôi đã cánh giữ con Nazo, vì con này nó khó nên là tôi đã cho 100 điểm. Con này người bạn thân nhất của Son ấy, tiến hóa từ từ bảy bảy viên ngọc mà đã ra nhân vật này từ 7 viên ngọc đó đã làm ra chiếc viên kim cương này, và viên kim cương này nó được tách ra từ 7 viên ngọc. Nếu bị hút vào người chúng ta sẽ tiến hóa lên không có thể ai đánh nổi được, một tay cũng có thể đánh nổi được. Và chính nghĩa của cái này nó ở trong một chiếc nhà, cô cú đã giấu nó và đường đến chỗ đó vẫn rất là xa, giống như mê cung tôi vừa làm. Chiếc mê cung này cũng y hệt như chiếc lâu đài mê cung của chiếc nhẫn và chiếc kim cương.
Robotnik không dùng cái con bọ này để kiểm tra, chỉ là chỉ đường cho ông Robotnik. Ông ta lấy trộm kim cương vì mục đích chỉ muốn cho Sonic chết, và không ai có thể bị thắng được. Cô đã trình bày xong.